Giữa tin đồn mang thai 3 tháng với Trường Giang, Nhã Phương đám trả cực khôn khéo. Nhã Phương khiến người hâm mộ bất ngờ khi khoe vòng eo con kiến dập tắt tin đồn đang mang thai với danh hài Trường Giang. Thời gian gần đây, dư luận xôn xao tin đồn Nhã Phương mang thai 3 tháng và khẳng định đây là lý do khiến nữ diễn viên phải hủy vai trong bộ phim Hậu Duệ Mặt Trời, dù đã chụp hình poster. Theo một nguồn tin tiết lộ, nam danh hài xứ Quảng đã đưa bạn gái đến khám tại một bệnh viện phụ sản quốc tế thành phố Hồ Chí Minh. Thậm chí sáng ngày 7 tháng 8, cư dân mạng còn lan truyền thông tin Nhã Phương sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 8 âm lịch tới. Giống như mọi lần, Nhã Phương vẫn giữ thái độ im lặng trước tin đồn như trước nay. Tuy nhiên, mới đây Nhã Phương bất ngờ khoe loạt ảnh với vòng eo con kiến trong chuyến du lịch cùng bạn bè ở Ninh Bình, nhưng ngầm đập tan tin đồn cô đang mang thai tháng thứ 3. Nhã Phương đang có khoảng thời gian vui vẻ bên bạn bè. Giữa nghi vấn mang bầu 3 tháng, Nhã Phương chỉ nhẹ nhàng đáp trả bằng cách khoe vòng eo con kiến. Nói một cách khách quan thì đối với vòng eo như thế này thì nghi vấn Nhã Phương mang thai là khó có thể xảy ra. Từ khi yêu nhau, chuyện tình cảm của Nhã Phương Trường Giang liên tục là đề tài được khán giả quan tâm bàn tán. Trong gần 4 năm yêu nhau, họ nhiều lần bị nghi chia tay rồi lại tái hợp. Tuy nhiên, người hâm mộ vẫn hy vọng cặp đôi sẽ nhanh có một đám cưới như mơ vào thời gian sớm nhất.